Nửa năm trước vào một hôm, có một nam nhân mắc chứng bệnh nặng tới tìm cha ta. Chuẩn bị hành hình. Để răng sao? Răng vàng của lão Phật gia ở đây. Nếu muốn chém thì chém răng vàng của ta trước đi. Dương Nhật Xuất là tên bán gà đã yêu thầm Thi Thi từ lâu, nhưng mà Thi Thi quyết không có tình ý với hắn nên mới xảy ra vụ án này. Nè, ngươi ngậm máu phun người. Nhưng mà sự thật cho biết là ngươi không những có quen biết với Thi Thi mà hai người còn có quan hệ rất là thân mật nữa, giống như là quan hệ phu thê gì đó. Quan đường công khai viết thư phản chứng cứ rành rành, lần này coi ngươi làm sao mà thoát tội. Xin đại nhân hãy xét lại vụ án này, phán tội danh vu cáo Đới Mai Thị được thành lập. Ta kiểm tra được rồi, đệ tử của Đới A Đẩu này là ngươi. Kim Nha Đại Tràng Sư phần 2 lúc 21 giờ từ ngày 14 tháng 11 trên kênh SCTV 9.